Kính thưa quý khán thính giả, tuyên bố với truyền thông ngay sau khi vừa đặt chân đến sân bay Los Angeles, blogger Tạ Phong Tần cho biết bà sẽ tiếp tục tranh đấu cho các quyền tự do dân chủ tại Việt Nam. Chúng tôi không đòi hỏi điều gì mà chỉ đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải đảm bảo cho tất cả người dân Việt Nam được đầy đủ những cái quyền con người mà từ bấy lâu nay họ đã bị tước đoạt. Người dân Việt Nam lâu nay đã bị sống lâu quá lâu trong cái sự sợ hãi một cách vô lý. Người ta có thể thoải mái ăn chơi ngủ nghỉ, nhưng để làm một con người, để có thể tự do nói lên những điều suy nghĩ của mình thì người ta không có quyền. Cho nên tôi muốn nhắn với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rằng họ phải thay đổi để phù hợp với xu hướng quát phát triển của thế giới. Nếu họ không chịu thay đổi thì người dân Việt Nam sẽ có một ngày sẽ thay thế họ. Đáp câu hỏi của thông tín viên Ngọc Lan Đài Á Châu Tự Do ngay tại sân bay, bà Tạ Phong Tần bày tỏ: Tôi rất là vui khi tôi đến được cái xứ sở của tự do báo chí, tự do ngôn luận, ở một cái nơi mà chúng tôi không có bị cấm đoán phát biểu quyền tự do chính kiến của mình. Tôi nghĩ rằng sau khi ổn định thì tôi sẽ bắt tay vào làm việc. Nhân dịp này, bà Tạ Phong Tần cũng có lời nhắn gửi đến với những người đồng chí hướng của mình tại Việt Nam. Tôi có lời nhắn gửi đến những người đấu tranh trong nước là hãy kiên trì bền chí, không bao giờ thất vọng đối với cường quyền bạo lực. Hãy tin tưởng vào tương lai, tin tưởng vào ngày mai, tin tưởng vào anh em. Xin được nhắc lại, bà Tạ Phong Tần bị Công an Việt Nam áp giải từ nhà giam ra sân bay Nội Bài vào hôm thứ Bảy 19 tháng 9. Tại đây, bà được viên chức Tòa Đại sứ Mỹ đón và đưa lên máy bay sang Mỹ. Bà Tạ Phong Tần đặt chân đến phi trường Los Angeles, bang California vào tối ngày 19 tháng 9 giờ địa phương. Bà Tạ Phong Tần không phải là người tù chính trị đầu tiên bị Việt Nam đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay sang Mỹ, mà trước đó có những trường hợp khác như giáo sư Đoàn Viết Hoạt, tiến sĩ luật Cù Huy Hòa Vũ, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Một ngày sau khi bà Tạ Phong Tần được trả tự do và sang đến Mỹ, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy trả tự do không điều kiện cho các tù nhân chính trị và hãy cho phép mọi người dân Việt Nam được quyền bày tỏ chính kiến của mình. Ông Terry White, viên chức phụ trách quan hệ công chúng của Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội nói thêm là Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định vừa qua của chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Tạ Phong Tần. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cũng hoan nghênh việc Việt Nam trả tự do cho bà và nói thêm rằng Việt Nam không nên bỏ tù một người chỉ vì họ bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa. Ông Phil Robertson, phụ trách vùng châu Á của tổ chức Human Rights Watch nói rằng Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện một chính sách kỳ hoặc là thả tự do cho những tù nhân chính trị và bắt buộc họ sống lưu vong ở nước ngoài. Nhà cầm quyền Hà Nội thì luôn luôn nói rằng họ không bỏ tù những người thể hiện chính kiến mà chỉ trừng trị những kẻ vi phạm luật pháp.